đen xuyên bị sao vì vì sao bọn tôi bây giờ là trái hơn chẳng hạn của con mình khác cũng như cả ốc mà chúng ta đang bị xã hội còn nâu sẽ chuẩn bị Bị chồng phát hiện đang ú ớ với trai trong nhà tắm, vợ lên kế hoạch sát hại chồng bằng 30 nhát chí mạng. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT, tiêu sử từ tù giang hồ người nổi tiếng. Từng có 16 năm đầu gối tay ấp và có với nhau hai cô con gái. Nhưng lâu dần những mâu thuẫn tích tụ bất đồng ngôn ngữ, chồng trái tính trái nết, đời sống vợ chồng không hòa hợp, vợ ngoại tình là những nguyên nhân khiến thảm kịch xảy ra. Ngân đã dùng nhiều hung khí bằng kim loại tác động vào đầu chồng đến tử vong. Sau đó Ngân dọn dẹp hiện trường, vứt hết điện thoại nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Ngày hầu tòa, người đàn bà ấy bình thản kể lại việc tác động vật lý với chồng và quanh co đổ lỗi cho nạn nhân. Hãy cùng PKT lật mở toàn cảnh vụ án kinh hoàng này. Trong video này, chúng tôi xin phép thay đổi tên nhân vật để tôn trọng cuộc sống của những người ở lại. PKT xin khẳng định video này hoàn toàn không có ý khơi gợi lại nỗi đau của những người trong cuộc. Vụ án gần gũi với chúng ta và có tính tản nhẫn rất cao. Vì vậy, mọi người hãy cân nhắc trước khi xem. Án mạng chấn động dư luận Hung thủ mà PKT muốn nhắc đến trong vụ án là Hoàng Thị Ngân, sinh năm 1977, quê quán xã Lĩnh Nam, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Vụ án từng xôn xao dư luận một thời diễn ra vào đêm tối ngày đông lạnh lẽo. Nạn nhân trong vụ án là anh Đinh Hữu Lâm. PKT đã thay đổi tên của nạn nhân. Là chồng của bị cáo. Anh Lâm là người câm điếc bẩm sinh nên chỉ giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Nhiều năm trước cuộc sống của vợ chồng anh từng được nhiều người ngưỡng mộ bởi mối tình chồng khuyết tật vợ khỏe mạnh. Họ cũng có với nhau hai cô con gái xinh xắn anh lâm bị khuyết tật câm điếc nhưng bù lại rất siêng năng làm ăn yêu thương vợ con nhờ chăm chỉ làm ăn mà hai vợ chồng có cất được căn nhà khang trang nhưng rồi cuộc hôn nhân dần trở nên căng thẳng khi anh lâm nghi ngờ vợ mình ngoại tình đỉnh điểm là việc người chồng phát hiện vợ mình đang làm chuyện người lớn ở trong nhà tắm rồi phát ra những âm thanh ú ớ chỉ có trời mới hiểu của người hàng xóm dù chị vợ một mực chối tội nhưng anh chồng lại có thêm bằng chứng xác thực vợ mình không chung thủy. Không giờ ngày 13 tháng 11 năm 2021, hai vợ chồng anh đang ngủ thì anh Lâm tỉnh giấc đập phá đồ đạc. Ngân hỏi chồng bằng ký hiệu thì anh Lâm nói đau đầu nên lấy thuốc an thần cho chồng uống. Khoảng 30 phút sau anh Lâm tỉnh dậy đi ra ngoài hút thuốc lào. Ngân đang ngủ phía trong nghe thấy tiếng bịch bịch nghĩ chồng phá đồ nên đi ra ngoài thì thấy chồng tự đập vào thềm nhà. Thấy vợ đi ra anh Lâm giật đuổi quá trình hai bên rượt đuổi ngân dùng cây trổi lau nhà bằng gỗ và thanh kim loại tác động vào vùng đầu của chồng anh lâm có cầm cây trổi lau ném nhưng không trúng vợ đạp lại ngân lấy chốt cửa tự vệ khiến người chồng bị choáng đi ra ngoài võng sân nằm khi đã thấy chồng nằm một chỗ ngân vẫn tiếp tục cầm thanh sắt đi đến thực hiện hành vi đến cùng lát sau anh lâm tỉnh dậy rượt đuổi thì ngân lại cầm chày bằng kim loại tác động thêm vào chồng thế anh lâm đang ngã xuống nền sân đang cử động, Ngân tiếp tục dùng các thanh kim loại gây án khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Ngân kéo chồng đến góc sân, thay đồ rồi vứt mọi những bộ phận dính huyết ra ngoài. Sợ những hình ảnh hành hung chồng bị camera ghi lại nên Ngân đã vứt máy tính bảng điện thoại của mình và con xuống mương nước. Sắp xếp mọi việc xong, Ngân gọi các con dậy bảo bố bị ngã. Sau đó Ngân nói với con làm theo lời mình. Lúc nào mẹ hét lên thì chạy sang nhà hàng xóm báo tin. Sau đó Ngân cầm bình thủy tinh, bơm xe vứt ra sân rồi bật điện ngồi khóc. Tuy nhiên các nhân chứng cho hay lúc họ đến hiện trường thì nạn nhân đã tử vong trước đó. Tiến hành khám nghiệm pháp y, cơ quan chức năng xác định trên cơ thể anh Lâm có hơn 30 vết thương. Vợ tắm tiên với hàng xóm Ngày 26 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Hoàng Thị Ngân. Đứng trước bục khai báo, Ngân bình tĩnh không tỏ vẻ hoàng sợ hay hối hận đau khổ bị cáo khai báo dành giọt lại hành vi dùng các hung khí lấy mạng chồng. Theo lời khai của bị cáo, nguyên nhân của vụ việc có một phần do chuyện chăn gối của vợ chồng không hòa hợp. Ngân kể việc chồng bất lực nên hay tự dằn vặt mình rồi làm khó vợ. Suốt một ngày diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Thị Ngân, đông đảo người dân đã đến dự. Nhiều người không được vào dự khán vì quy định nhưng họ vẫn bám trụ phía ngoài chờ đợi. Họ chia sẻ rằng dù chỉ là hàng xóm không có mối quan hệ họ hàng với nạn nhân, nhưng muốn đến tòa để nghe bị cáo khai gì, đồng thời chờ đợi phán quyết của tòa dành cho người đàn bà sát hại chồng. Trước câu hỏi của tòa vì sao lại đuổi đánh chồng, Ngân khai do bị chồng giật đuổi trước. Sau đó, chồng con cầm gậy và phòng con gái nên bị cáo hoảng sợ. Vị thẩm phán tiếp tục chất vấn bị cáo có nhận thức được việc dùng thanh sắt gậy tác động vào đầu của chồng sẽ nguy hiểm không? Ngân trả lời không biết và cho rằng lúc đó tôi như xúc vật. Một vị hội thẩm đã chất vấn bị cáo. Khi lấy mạng người khác bị cáo có sợ không? Ngân trả lời ngắn gọn không biết. Tòa tiếp tục xét hỏi tại sao khi bị hại đã nằm lại một chỗ rồi nhưng bị cáo vẫn tiếp tục hành vi cho đến khi chồng bất tỉnh. Ngân lặp lại câu trả lời. Lúc đó tôi như xúc vật. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận trong 16 năm chung sống mình chưa bao giờ bị chồng dở thói vũ phu. Ngân khai trước tòa, mỗi khi trái gió trở rời, anh ấy thường đập đồ đạc trong nhà, có khi còn la hét. Nữ bị cáo còn cho rằng, việc chồng bị câm điếc, vợ chồng bất đồng ngôn ngữ khiến mâu thuẫn càng dồn nén, chuyện chăn gối không được thoải mái, bản thân Ngân lại có nhu cầu cao nên Ngân đã lén đi ăn vụng và ngoại tình bên ngoài với người hàng xóm. Đỉnh điểm là trước khi xảy ra vụ việc gần 20 ngày, anh Lâm phát hiện vợ mình ở trong nhà tắm trần như nhộng vui vẻ tươi cười với một người đàn ông khác. Việc anh Lâm nghi ngờ vợ ngoại tình cũng được anh em họ hàng biết chuyện. Người em dâu trình bày tại tòa. Trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng anh Lâm ít xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, trước khi xảy ra sự việc khoảng 20 ngày, có thấy bác Lâm đập cánh cửa nhà tắm vì phát hiện vợ và một người khác ở trong đó đang phát ra những tiếng kêu khó hiểu. Lần đó anh có ra hiệu nhờ gọi điện báo cho người thân về vụ việc vợ ngoại tình đang tắm tiên cùng hàng xóm. Ít ngày sau cuộc sống gia đình trở lại bình thường cho đến khi xảy ra sự việc đau lòng. Cũng tại phiên tòa đại diện hội phụ nữ xã Lam Lĩnh chia sẻ về những hoàn cảnh đặc biệt của gia đình anh Lâm. Bản thân anh Lâm dù bị câm điếc nhưng rất cần cù siêng năng làm ăn, yêu thương vợ con, điều đó được nhiều người ghi nhận. Vậy nên khi nghe tin anh ấy bị vợ đoạt mạng, mọi người rất bất ngờ thời điểm xảy ra vụ án hai đứa con của bị hại đang ở tuổi vị thành niên do đó tại phiên tòa cả hai đều có người giám hộ được phát biểu tại tòa một đứa con trình bày trong cuộc sống thường nhật bố mẹ ít xảy ra mâu thuẫn bố cũng chưa bao giờ động tay động chân với mẹ chỉ có đôi khi đập phá đồ đạc cô bé bật khóc khi kể lại việc thấy bố bất động dưới sân sau khi xảy ra vụ án các con của bị hại đang được người thân cư mang cú sốc quá lớn đã ảnh hưởng đến tinh thần của các em sau một ngày xét xử, hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này, bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng như cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, phạm tội với người khuyết tật nặng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Đặc biệt nghiêm trọng, trong khi nạn nhân không có khả năng tự vệ mà bị cáo vẫn tiếp tục dùng hung khí tác động vào người nạn nhân cho đến tử vong. Xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Ngân tù trung thân khi đã ra tay sát hại chồng vì bị phát hiện chuyện tắm tiên với anh hàng xóm to cao. Tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần cho đại diện bị hại 149 triệu đồng, cấp dưỡng cho mỗi đứa con của bị hại 1,5 triệu đồng cho đến khi các cháu trưởng thành. Khi bản án trung thân được tuyên, người phụ nữ này ngã xuống bất tỉnh. Dù bản án nghiêm minh của pháp luật đã được tuyên cho bị cáo nhưng nỗi ám ảnh biết bao giờ xóa nhòa đối với những đứa con thờ bất hạnh. Bạn muốn về cái đây là về tiểu sử giang hồ, tử tù hay người tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tù người nổi tiếng mỗi ngày trên BKT.